Dương xin chào tất cả mọi người. Trong cái vlog gần đây nhất thì Dương có chia sẻ về Alex Moulins, là cái người mà đã 3 lần vô địch siêu trí nhớ thế giới. Và trong cái vlog này, Dương sẽ giới thiệu các bạn cụ thể chi tiết cách để làm sao Alex Moulins đã chinh phục toàn thế giới. Không biết các bạn thế nào chứ Dương rất tò mò lý do vì sao là Alex Moulins là có thể vô địch liên tiếp 3 năm trong cái làng siêu trí nhớ thế giới. Cụ thể ở đây có phải anh ấy là người Mỹ nên anh ấy vô địch nhiều như thế, hay là anh đã có một cái chiến lược hợp lý, chiến lược bên cạnh đó là cách luyện tập hợp lý để anh có thể chinh phục. Và Dương tin rằng cái thành công ấy thì nó để lại dấu vết. Và quan trọng hơn nữa đó là Alex Moulins không phải bẩm sinh đã là có trí nhớ tốt, mà khi mà Dương tìm hiểu thì anh cũng chia sẻ đó là anh cũng luyện tập mà là thôi, nên chẳng có lý do gì mình không tìm hiểu phương pháp cũng chiến lược thi đấu của anh ấy để mình có thể áp dụng cho chính bản thân mình, đúng không nào? Câu hỏi số 1. Lần đầu tiên bạn quan tâm đến các cuộc thi trí nhớ như thế nào? Bạn có đề xuất sách hay trang web nào? Lần đầu tiên tôi bước vào thế giới của các kỹ thuật ghi nhớ sau khi tình cờ xem được một bài TikTok của Joshua Fair có tựa đề là Feast of Memory Anyone Can Do. Bị cuốn hút, tôi đã đọc cuốn sách là Moonwalking with Einstein của Fair. Cuốn sách đan xen giữa khoa học trí nhớ với thế giới của các cuộc thi trí nhớ. Ngay sau đó, tôi bắt đầu luyện tập các kỹ thuật và thử nghiệm các chiến lược học tập khác nhau. Câu hỏi số 2. Bạn sử dụng tài nguyên nào để luyện tập? Hầu hết tôi luyện tập online. Phần lớn tôi luyện tập trên Memory Cap, một trang web tuyệt vời để thực hành bất kỳ cái sự kiện nội dung trí nhớ nào, ví dụ như là bài, số, ngày tháng, tên, hình ảnh, chiều lượng. Trong web có bảng xếp hạng để bạn có thể xem bạn đang ở vị trí nào so với những người giỏi nhất. Tôi cũng thường sử dụng trang Memory Net Training Site để thực hành các thẻ số, tên, từ và hình ảnh. Cả hai đều là dịch vụ trả phí. Bạn có thể tìm thấy các nguồn luyện tập miễn phí về Art of Memory. Câu hỏi số 3. Bạn có chứng nhận bất kỳ khóa học hay chương trình đào tạo nào không? Không, tôi chưa chính thức chứng nhận bất kỳ khóa học hoặc chương trình đào tạo nào, bất kỳ tuyên bố nào của một khóa học, chương trình hoặc cá nhân đề xuất liên kết chính thức với tôi đều là sai sự thật. Câu hỏi số 4. Bạn sử dụng hệ thống nào để ghi nhớ các con số? Kể từ giữa năm 2014, tôi sử dụng hệ thống 3 chữ số, một hình ảnh duy nhất cho mỗi tổ hợp 3 chữ số từ 00 tới 999 dựa trên Major System. Hệ thống của tôi là khoảng 1/3 người và 2/3 đối tượng. Tôi đặt 2 trong số các hình ảnh 3 chữ số này trên mỗi điểm. Trong năm luyện tập đầu tiên, tôi đã sử dụng hệ thống người hành động đối tượng, tức là hệ thống PAL đó, gồm 2 chữ số. Câu hỏi số 5. Làm thế nào bạn có thể so sánh hệ thống của mình với hệ thống cao cấp hơn, ví dụ hệ thống Ben? Từ giữa năm 2014, tôi đã sử dụng hệ thống 2 thẻ bao gồm 1.352 hình ảnh, 992 trong số đó trùng lặp với hệ thống của tôi. Câu hỏi số 6. Bạn sử dụng hệ thống nào để ghi nhớ các hình ảnh chiều lượng? Tôi đã tạo các hình ảnh có trước được lấy từ hệ thống thẻ lớn hơn của tôi cho mỗi 150 ảnh. Sau đó tôi đặt 2 hình ảnh trên mỗi điểm, bỏ qua hình ảnh thứ 5 với tổng số 2 điểm trên mỗi dòng. Câu hỏi số 7. Bạn đã mất bao lâu để làm quen các hệ thống hiện tại của mình? Tôi đã tạo hệ thống 1.352 thẻ hình ảnh của mình vào tháng 6 năm 2014, phải mất đến khoảng tháng 10 đào tạo, tức là luyện tập khoảng 30 phút mỗi ngày cho đến khi tôi đạt được mức độ thông thạo mà tôi cho là khá, tức là bằng với bộ thẻ tốt nhất cá nhân của tôi bằng cách sử dụng hệ thống PAL. 8. Bạn có khuyến khích nên học một hệ thống cấp cao hơn, ví dụ như là 3 chữ số trên thẻ không? Tất cả phụ thuộc vào ưu tiên của bạn. Đối với những người thực sự quan tâm đến khả năng ghi nhớ,
cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, tôi sẽ khích lệ dùng hệ thống giống như hệ thống mà tôi sử dụng. Đối với trình ghi nhớ bình thường hơn, tôi sẽ xem xét điều đó quá mức cần thiết. Theo ý kiến của tôi, sẽ tiết kiệm thời gian và hợp lý hơn nhiều khi học một hệ thống 2 chữ số hoặc một thẻ cơ bản có thể được tạo ra trong vòng chưa đầy 1 giờ. Câu hỏi số 9, lời khuyên để cải thiện khả năng bộ môn nhớ. Trong giai đoạn đầu, lời khuyên chính của tôi chỉ đơn giản là tận hưởng quá trình này. Đừng lo lắng quá nhiều về tốc độ. Khi bạn đã đủ nền tảng, tôi sẽ tập trung vào tốc độ và tin tưởng rằng độ chính xác sẽ theo sau. Trên đây là cái phần chia sẻ của Dương về Alex Moreland một cách chi tiết nhất có thể, bởi vì Dương đã tổng hợp tất cả những cái thông tin, những cái nguồn ở trên Internet. Tất nhiên là sẽ có những cái thiếu sót nhất định, thì nếu mà các bạn nào có ý kiến thì bạn có thể comment ở dưới để chúng ta cùng chia sẻ, cùng lan tỏa để cùng nhau phát triển. Và nhớ là like, share và đăng ký kênh của Dương để lan tỏa cũng như là ủng hộ động viên Dương để Dương có thể tiếp tục làm những cái vlog tiếp theo thú vị hay hơn nữa để cùng chúng ta phát triển cái tối ưu cái não bộ cũng như cái năng lực của bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.